Xin kính chào chị em và các bạn. Chiếc đồng hồ cũ chính hãng xin giới thiệu đến chị em và các bạn chiếc đồng hồ Geneva. Chiếc đồng hồ chạy máy quắc PC21A của Seiko Nhật Bản. Chiếc đồng hồ Geneva này có mặt số và viền là dạng vuông. Đấy. Mặt số trắng. Số chỉ giờ Latin cộng với 3 kim đều được mạ đen. Đặc biệt ở viền của kính có chỉ vàng, và chỉ vàng làm tôn lên cái vẻ đẹp của đồng hồ. Ở hai cái phần điểm bắt tay của đồng hồ cũng được mạ vàng dạng PVD. Đấy, nhìn qua thì chúng ta không phát hiện ra, bởi vì là màu ánh sáng vào dẫn tới là đôi khi chúng ta nhầm lẫn giữa màu trắng màu vàng. Chiếc đồng hồ có cái bề rộng khoảng 30 mm, để mình đo chính xác nhé. Bề rộng là 29 mm. Đấy. Và đồng hồ ở dạng là lắc đeo tay, có hai càng đeo rất chi tiện lợi. Đây mình thử đeo xem nào. Đấy. Chết rồi, thôi đeo sang bên này đi. Đây, các bạn chỉ cần bỏ như này vào là đeo được này. Tay mình bên này là 17.5. Đấy, đeo thì mình thấy là khá là ôm tay. Cái càng này sẽ phù hợp với người khoảng 16 cm chu vi cổ tay đến khoảng 17.5 hoặc 18. Đồng hồ chúng ta còn mới khoảng 95%. Đẹp, dành cho nữ.